Bây giờ chúng ta qua phần sau, chúng ta sẽ bàn đến việc là cốt thực sự như thế nào. Tôi sẽ bắt đầu với một cái vấn đề rất là cơ bản ở trong lập trình về đồ thị, đấy là phần duyệt đồ thị. Duyệt đồ thị tức là như thế nào? Tức là chúng ta sẽ tìm một cái chiến lược để chúng ta thăm các cái đỉnh trên đồ thị. Như lúc trước tôi đã trình bày với các bạn, đồ thị thực chất nó chỉ là một cái, có thể nói là đơn giản hóa, hay là nó thể hiện cái mối quan hệ của những cái đối tượng trong cuộc sống một cách sử dụng hóa. Và về cơ bản thì đồ thị nó sẽ gồm có hai thành phần, đấy là các đỉnh. Giữa các đỉnh này nó có thể có những mối quan hệ. Thế thì một trong những cái bài toán rất là cơ bản, đấy là cái bài toán tìm kiếm những cái gọi là cái giá trị mà chúng ta quan tâm ở trong một cái đồ thị. Có thể cái đồ thị đấy nó rất là lớn. Ví dụ ở đây các bạn thấy cái đồ thị tôi vẽ đây nó chỉ có 7 đỉnh thôi. Nhưng mà thực tế trong đồ thị, trong cuộc sống nó có thể là 7 triệu đỉnh hoặc là nhiều, rất nhiều. Quan trọng là các bạn biến nó thành cái đồ thị đấy không. Thì khi mà chúng ta đã biến thành đồ thị rồi thì chúng ta sẽ cần có một cách nào đấy để chúng ta thăm dò các cái giá trị trên đồ thị, hoặc là các cái gọi là các cái nhánh của đồ thị, xem nó có thỏa được những yêu cầu chúng ta hay không. Thì kỹ thuật đấy người ta gọi là kỹ thuật duyệt đồ thị. Tôi lấy ví dụ một cái bài toán đơn giản như thế này. Giờ tôi có một cái nhà kho. Tôi có một cái món đồ ở phía đầu của nhà kho, còn đây là những cái đồ nó được dựng sẵn ở trong nhà kho rồi. Giờ các bạn muốn là cất cái món đồ này vào chỗ này. Câu trả lời của chúng ta là có cách cất hay không? Đấy. Nếu mà có thì có thể chỉ ra một cách, nếu không thì phải trả lời là không. Thì chúng ta có thể tiến hành duyệt xem là cái món đồ này chúng ta có thể đẩy nó sang các cái đỉnh kể không. Chúng ta có thể xem đây là một trạng thái của đồ thị này, và nếu mà tôi đẩy món đồ này xuống dưới thì cái đồ thị của tôi nó sẽ chuyển thành cái dạng này. Nó chuyển thành cái dạng là đồ nó nằm đây, đúng không? Tức là tôi biến đổi cái đồ. Đây có thể xem là đỉnh A, đây là đỉnh B, là đỉnh kề với A. Rồi nếu mà chúng ta đẩy món đồ sang bên này thì ta lại có một cái đỉnh C. Đỉnh C đấy nó sẽ hình thù như nào? Sẽ như này. Đấy, món đồ nó nằm ở đây, đúng không? Hãy tới để chuyển sang đỉnh B ta lại có thể là đỉnh B là chỗ này, ta có thể chuyển món đồ xuống dưới, chuyển món đồ sang ngang, chuyển món đồ lên trên. Nếu chuyển món đồ lên trên thì lại quay lại đỉnh A. Còn nếu chuyển món đồ sang ngang này thì nó sẽ sang đỉnh D. Đỉnh D đấy trông thế nào? Trông như này. Món đồ nằm đây, đúng không? Đỉnh C này món đồ có thể chuyển xuống dưới lại lại thành anh D. Chuyển sang ngang thì thành anh A, đúng không? Thế thì chúng ta có thể tạo ra một cái, từ cái bài toán đơn giản là bài toán vận chuyển trên sơ đồ,
chúng ta có thể tạo ra một cái đồ thị. Đồ thị là đỉnh A có thể chuyển sang đỉnh C, để chuyển sang đỉnh B, B chuyển sang B, C chuyển sang D. C thì không chuyển sang đây được, không đi được, đúng không? D là có thể chuyển xuống dưới, B có thể chuyển xuống dưới, sang đỉnh E, đỉnh F, E chuyển sang F, nghĩa là kiểu như vậy. Thế thì cái đồ thị này nó sẽ phát triển theo cái quá trình mà chúng ta đẩy cái đồ vật này ở trên trên cái không gian của nó. Bài toán của chúng ta là chúng ta chuyển tìm cách chuyển theo cái đồ thị này, cái đồ nó có thể đến được đây hay không, hay là nó sẽ đến một cái trạng thái Z nào đó. Đúng này, chúng ta đi sang trạng thái Z này có tồn tại được đi sang trạng thái Z hay không. Nếu có thì chúng ta có thể trả lời là à, có cách chuyển. Nếu mà không chuyển được thì thôi. Thế thì đây là một ứng dụng cụ thể của cái bài toán là duyệt đồ thị trong thực tế. Thế còn đối với bài toán của chúng ta thì chúng ta có rất nhiều kỹ thuật duyệt trong đồ thị mà được giới thiệu trong các cái môn học khác, cấu trúc duyệt giải thuật hay là toán rời rạc. Bây giờ tôi muốn bàn về những chuyện là chúng ta sẽ code nó như thế nào. Đầu tiên ấy, là chúng ta hãy code cái việc nhập dữ liệu của đồ thị đã. Đồ thị chúng ta mắc 100 đỉnh ấy, đúng không? Chúng ta có ma trận số n là số đỉnh này. Chúng ta có ma trận e, e là x này, đúng không? Là ma trận gọi là ma trận kề, đúng không? Ta phải làm cái hàm nhập đồ thị. Đồ thị này sau đó chúng ta sẽ nhập các cái cung, đúng không nhỉ? Chúng ta có thể có nhiều cách nhập cung, ví dụ như chúng ta nhập xem là hoặc là nhập các cạnh chẳng hạn. Có thể chúng ta có thể có rất nhiều cách nhập cái đồ thị nhá. Chúng ta có thể nhập đồ thị theo số số cạnh, đúng không? Khai báo một cái biến m đi. U V. Nhập vào UV. Sau khi nhập vào UV xong chúng ta cho E của UV. Đây là một cạnh, cho nên ta có thể để là bằng E của VU bằng 1, ví dụ đấy. Đầu tiên ta có thể cho tất cả các cái cạnh bằng 0 hết. Rồi đến đây là ta nhập xong cái đỉnh rồi. Bây giờ ta có thể là duyệt. Đầu tiên là chúng ta nhập đồ thị. Ta có thể có một cái mảng để chúng ta đánh dấu.
Rồi chúng ta sẽ duyệt thử theo chiều sâu xem. Duyệt theo chiều sâu là như thế nào? Và chúng ta sẽ bắt đầu từ một đỉnh. Rồi chúng ta di chuyển đến đỉnh con. Từ đỉnh con chúng ta di chuyển đến đỉnh cháu cũng như vậy. Khi di chuyển xong rồi chúng ta quay trở lại đỉnh cha chúng ta duyệt DFS. Bắt đầu từ đỉnh số 1 đi, đúng không? À, đúng không? Có thể in ra màn hình là đến thăm đỉnh ca. Sau đó ta đánh dấu B K. Sau đó ta for. Nếu mà đỉnh ca, nếu mà đỉnh y trừ thăm chúng ta sẽ thăm cái đỉnh y này. Nếu đỉnh y trừ thăm và có đường nối tức là e của k nối với cả y. Giờ tôi sẽ nhập thử cái đồ thị này, nhập thử đồ thị này để xem là quá trình thăm nó sẽ như thế nào. Quá trình thăm nó sẽ là đỉnh 1 xong đến đỉnh 2 có đỉnh 3 có đỉnh 5 có đỉnh 4. Bạn xem nhé, số đỉnh là 5 này đúng không, số cạnh là chúng ta có mấy cạnh, 1 2 5, 5 cạnh đúng không. Cạnh thứ nhất là 1 4, cạnh thứ hai là 1 2, cạnh thứ ba là 2 3, cạnh thứ tư là 2 5, cạnh thứ năm là 3 5. Đây, thứ tự thăm đỉnh các bạn thấy có giống như tôi nói. Đỉnh 1 này, thăm đỉnh 2 này, thăm đỉnh 3 này, thăm đỉnh 5, thăm đỉnh 4 này. Đây là phép duyệt theo chiều sâu. Cái phép duyệt theo chiều sâu này giúp chúng ta có thể là bắt đầu từ một đỉnh đi theo cái cây để mà thăm các cái đỉnh khác. Đấy. Các đỉnh khác. Cách viết của tôi ở đây với cách viết của tôi ở trong cái mã này nó hơi khác nhau một tí. Đấy. Bởi vì mã này tôi muốn là các bạn có cái sự so sánh xem là cái cách viết nó khác nhau như thế nào. Chúng ta cũng có thể là tiến hành thăm theo chiều rộng. Thăm theo chiều rộng. Thăm chiều rộng thì chúng ta thay vì là viết đệ quy thì chúng ta sử dụng một queue. Sử dụng một queue để chúng ta lưu lại các đỉnh đã thăm. Đó. Ta sẽ viết luôn cái thăm theo chiều rộng luôn. Khai báo thêm cái key nữa. Thăm theo chiều sâu nhé thì viết đề quy, nhưng thăm theo chiều rộng thì big first. Thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ không cần phải viết đề quy.
đúng không? Okay. Đầu tiên chúng ta làm một cái bảng đánh dấu. Khai báo một cái queue. Và ta sẽ đánh dấu là tôi vừa thăm. Ra kiểm tra xem là cái kia là có giống hay không. Chừng nào kia chưa giống thì lúc này chúng ta sẽ làm hai việc. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ lấy một cái biến ra khỏi. Lấy một cái đỉnh ra Q. Sau đó chúng ta có thể là in vào màn hình là Photoshop. Photoshop. Có kết nối. Và nếu chưa chưa thăm và nối nào hai việc thì thứ nhất là chúng ta gắn chúng ta hãy chạy thử. Quay trở lại cái bài này, chúng ta sẽ nhập đúng cái đúng ba trận này. Nếu mà theo chiều lan theo chiều rộng bắt đầu từ đỉnh 1 thì thứ tự thăm của nó sẽ là 1 2 1 2 4 3 5. Tôi nghĩ thế. Nhập thử ra điểm 5, số cạnh 5 này.
1 4 này. Thứ hai là 1 2. 3 là 2 3 này. 4 là 3 5 là 2 5 này. 3 là 3 5. Đây các bạn thấy DMS thì nó thăm đúng như là chúng ta dự kiến rồi. Thằng BFS này thì nó cứ từ trăm nó làm 1, 2 này, 4, 3, 5 này. Đây, các bạn thấy đúng như tôi viết. Còn trường hợp này thì nó sẽ thăm như nào? Trường hợp này nó sẽ thăm như nào? Tôi nghĩ là nếu mà trường hợp này thì nó sẽ thăm là 1, 2, 4, 3, 5, 6. Và hãy thử nhập cái ví dụ này nhé. Sáu đỉnh, sáu cạnh, cạnh thứ nhất là cạnh 1 4, hai là 1 2, 2 5, DFS thì nó sẽ thăm là thăm như này. Cái thằng DFS nó sẽ thăm như này, không phải thăm ớt đúng không? Đây nó thăm này trước này, thăm này, thăm này, ngoài thăm này, ngoài thăm này, sau đó mình thăm này. Như vậy thứ tự thăm nó sẽ là 1 2 3 6 5 4. Đây các bạn thấy 1 2 3 6 5 4 này. Còn BFS nó sẽ thăm là 1 2 này. 4 3 5 6. Đây là cái kỹ thuật, hai kỹ thuật duyệt rất là cơ bản và cũng đã được giới thiệu ở trong cái môn các cái môn khác rồi, chẳng qua đây tôi minh họa về cách code bằng C để các bạn biết rằng là cách code của nó như thế nào. Nhập đồ thị ở đây. Đây là một cách nhập thôi nhé, nó có nhiều cách nhập đồ thị. Hai kỹ thuật duyệt đồ thị này thì chúng ta học thì dễ, nhưng mà đến lúc chúng ta ứng dụng ấy, thì nó mới muôn hình muôn vẻ. Thì sao? Vì là nó có rất nhiều kỹ thuật rất là hay, chẳng hạn như là trong bài tập, phần bài tập chẳng hạn thì bài này chẳng hạn cũng có thể dùng là bài này, bài một này có thể dùng kỹ thuật là duyệt theo chiều sâu hoặc duyệt rộng đường này. Bài này thì bài 3 này thực chất chúng ta có thể dùng kỹ thuật duyệt theo chiều rộng. Đây là một bài rất là thú vị và tôi rất là muốn một bạn nào đó có thể code nó thành một cái bài mà gọi là trực quan, tức là cho người dùng nhập các cái giá trị vào đây và máy tính nó sẽ tự tìm ra cách di chuyển ra cái hình trạng ban đầu bằng cách áp dụng thuật toán duyệt. Sau đó thì nó sẽ sau đó thì nó có thể là in ra cái thứ tự di chuyển. Ok, buổi hôm nay thì chắc là về mọi người có thể là xem qua một chút về hai cái cách implement trường việc sử dụng cho chiều sâu. Thế còn buổi sau thì tôi sẽ phân tích cái này một chút và tôi sẽ nói về phần đường ngắn nhất.